Thật sự nói rất là tiếc, tiếc một trận đấu đội BVF CLD chơi hết khả năng mình, chơi hết những gì huấn luyện đưa ra vài rồi. Chúng tôi đã có được 4 cơ hội tạo ra trong hiệp 1, đó là những cơ hội ăn vào, nhưng chúng tôi không được may mắn cho trận đấu. Chúng tôi đã quyết tâm trong các buổi tập mấy ngày nay trở lại đây thì chúng tôi sẽ lấy tinh thần lại trận thua đó. Đó là cái lấy cái niềm buồn, cái lỗi buồn đó để đem lại cái trận đấu này, để dâng hiến cho khán giả, lấy niềm tin lại cho trận đấu này. Chúng tôi hơi tiếc một tí, hơi buồn một tí, đó là sân nhà mà không có 3 điểm, nhưng không sao, đó là trận bóng đá, đó là một trận đấu hay, công hiến cho khán giả. Chúng tôi sẽ quyết tâm lấy 3 điểm ở trận trên sân khách trên sân Huế. Sau hết đêm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi tập ngày mai. Chúng tôi sẽ lấy lại tinh thần, chúng tôi cùng ngồi lại với nhau, tâm sự với nhau, để lại tinh thần để tiếp đến trên sân Huế, chúng tôi làm hết mình trên sân Huế để lấy 3 điểm con nhau về nhà cho chỉ tiếp đón sân Bình Luận. Đó là cái lý do của đội bóng của chúng tôi đang hiện tại đang khó khăn về cái thời tiết. Chúng tôi đều tập vào những thời tiết rất là mát ở đây vào lúc chiều, đó là chiều tối. Nhưng chúng tôi sợ đó là các em nó không bắt nhịp được cái thời tiết ở miền Trung, nên đó là cái điều là chúng tôi phải ngồi bàn lại để đem một cái niềm tin, đó là đi sớm để làm quen với thời tiết ở miền Trung, để chúng tôi bắt nhịp nhanh lên, nhanh chóng hơn nữa để tiếp đón Huế.